thì mới có cái gì cúi nước thôi. Đây, mình đang quay cột mốc của Cà Mau. Mũi Cà Mau. Đấy, đẹp không? Mình tí là mình quay xong mình lưu hả? Không cần lưu, lưu là chị lưu lại thôi chứ quay trực tiếp, phát trực tiếp cần gì lưu. Sao chị Xín bảo là nếu mà không lưu thì nó mất? Lưu là lưu để lại mới để lại luôn. Ở đây là cột cờ Hà Nội. Thì cột cờ Hà Nội của Cà Mau. Hà Nội làm là giống y như Hà Nội nhưng mà đất mũi. Biết rồi nhưng mà hắn có cái cột cờ mũi Cà Mau đó. Nó có cái cột mốc của mũi Cà Mau ở đâu? Không có. Đây là gì? Ôi cột mốc kia chưa còn đi vô nữa. Mới tới. Đi 25.000 tiền xe điện nữa. Ủa? Thế đây không phải là đất mũi Cà Mau hả cụ? Còn cái địa danh mũi Cà Mau chưa có. À, tưởng đâu đây là cái cột mốc của Cà Mau chứ. Đây là cột mốc của Hà Nội, Hà Nội làm hả? Là Hà Nội tặng mấy 100 mấy tỷ đấy. À, Hà Nội tặng. Ui, nước đây to cao. Đây đằng trước này. Đi lại đi đoàn mình đi đâu rồi? Đoàn mình chưa tới, mình đi trước mà. Người ta đang vừa thấy thằng lên đi để nắng cùng vô trong trong. Ồ đâu. Đã đến đâu rồi? Đi vào rồi. Ở đâu? Đã đến cột mốc rồi con nha. Đã đến cột mốc mũi Cà Mau rồi. Đấy, bố đấy. Mẹ đây. Mẹ Lộc đây. Thúy đang xem. Thúy đang xem. Đấy, con gái của chị đang xem. Đây, bố đây. Đây được rồi. Chú Hòe đây. Rồi đây mẹ nhờ. Xín đây. Đứng đây thôi, đứng đây chụp lấy được cả cột mốc luôn. Đây, bố Thụ đây. Đấy. Con gái của bố Thụ đang xem đây. Nina Thúy đang xem bố Thụ đây. Đấy, bố đấy. Bố này không còn đau chi nữa, đi sung lắm. Toàn đi trước không à? Đi trước đi nhanh bố, lắm. Bố máu lắm, đi nhanh lắm. Bố giờ chân khỏe đâu. Đi du lịch cái là chân hết đau luôn rồi. Về chữa được bệnh chân đau nhất luôn. Đi nhiều chữa được bệnh chân đau nhất luôn. Nắng lắm, không có nét. Làm sao đi, làm sao thế nào? Nhưng mà phải chụp mà lấy cái nắng này, nắng không phải chụp mà lấy cái mốc này đấy, anh đang chụp. Anh Thủ ơi, đây chụp ba gia đình đi anh Thủ ơi. Ờ, chụp ba gia đình đi. À nhờ bé này nó chụp bên này. Ba gia đình đã đứng ra lấy cái cục đi chơi. Nào. Rồi mời hai cô đi chụp cho nhanh nhanh. Ờ đúng rồi đấy. Con ơi lại đây chụp cho bác gia đình nhà bác kiểu với. Làm ơn. Máy anh Thụ nét. Máy anh Thụ nét, chụp đi xong rồi chuyển cho bạn em.